Rồi, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay em xin giới thiệu với các anh em một cái thủ thuật mới nha. Thì đối với cái Black Pet Pro, BB Black Pet Pro các anh em mình nha. Thì thường á, là chúng ta chuyển về cái định dạng AV, có nghĩa là chúng ta quay video rồi ha. Rồi chúng ta export nó ra cái định dạng AV thì nó rất là nặng các anh em mình nha. Thì các anh em thấy đó là nãy giờ là em mười mấy phút rồi mà nó mới có 80% thôi, mà trong khi đó là nó đã chiếm dung lượng của máy tính em là 20 mấy GB rồi. Bây giờ em chưa biết là chính xác là khi mà nó làm xong hết 100% là không biết nó ra bao nhiêu GB nữa. Nhưng mà cái thời gian á, thời gian của cái video này nè là có 21 phút mấy, là cho 22 phút luôn đi, mà nó ra mấy chục GB luôn. Quá sợ nó rồi. Thì bây giờ em có một cách á, thường trước đây em cũng hay làm là em sẽ dùng cái video này ha, em up lên YouTube. Up lên YouTube thì cái hệ thống YouTube nó rất là hay, nó nhận dạng được cái độ phân giải, chất lượng hình ảnh, video và âm thanh, nó sẽ khênh vệt về chất lượng ổn định nhất và cái dung lượng đầu ra nó nhỏ nhất có thể. Đấy, thì em sẽ dùng cái video đó để em lưu và em xóa cái video gốc này đi. Khi mà nó xuất ra mấy chục GB thì nó chiếm dung lượng rất là nhiều. Đấy, thì chia sẻ với các anh em là chúng ta làm một cái video để chúng ta lấy lại cái độ phân giải gần như là bằng cái độ phân giải gốc, để chúng ta lưu trữ cho nó đỡ tốn cái dung lượng các anh em mình ha. Thì hồi xưa ở forum BKV á, thì em thấy mấy anh em cũng có làm như vậy đó, với những cái video mà dạng plat á, plat mà dạng dạng plat á, cái định dạng chấm SWF hoặc là chấm FLV hồi xưa các anh em mình ha. Thì mấy anh em đó cũng up lên YouTube và nó cho ra cái định dạng chất lượng rất là cao, của nó gần như là tương đương, nó cũng trên mức 90% là ok. Thì các anh em mới tải những cái file đó về và so sánh lại cái file gốc thì em thấy chất lượng rất là ok các anh em mình nha. Còn nếu mà chúng ta dùng một cái trình quay màn hình, trình quay video màn hình á, mà chúng ta quay một cái video hoặc là cái file nào đó mà nó đã được gọi như là nôm na là ok, chất lượng hình ảnh ok, mà chúng ta quay lại cái màn hình của cái đó thì nó cho ra chất lượng không có cao bằng cái file gốc các anh em nha. Dù cái video chúng ta đang quay ở cái độ phân giải full HD chẳng hạn thì cái dung lượng nó rất là lớn, nhưng mà thực chất nó không thể nào bằng luôn cái file gốc có mấy mê thôi. Đó là em đang ví dụ về cái định dạng flash ha. Thì đấy, các anh em có thể thử nha. Mấy cái đó hồi xưa em test cũng nhiều rồi, em chia sẻ đây các anh em có thêm một cái thủ thuật mới để tham khảo cũng như là chia sẻ với mọi người ha. Rồi em đợi cái này nó khênh vệt xong, coi cái ổ em nó chiếm bao nhiêu ghi em cũng không biết luôn. Ổ của em á, là cái ổ 200 rồi, em không thấy cái ổ luôn rồi ta, không lẽ nó lỗi cái ổ luôn rồi. Rồi hiện tại là không thấy cái ổ đĩa, không thấy cái ổ đĩa em luôn nha các anh em mình nha. Đây cái ổ này nè, ổ L nè các anh em nha, em đang sao vô cái ổ L, không lẽ nó full ổ đĩa luôn rồi ta. Còn 24 ghi mấy nè các anh em nha, hồi nãy là 70 mấy ghi, không lẽ nó mới 8 mấy % mà nó không lẽ 4 mấy ghi dữ ta, không ngờ luôn á, dữ thần vậy. Thì bây giờ em tạm dừng nha, tạm dừng video để cho nó khênh vệt xong bao nhiêu dung lượng cái này mình nha, chứ em thấy hơi hơi gì là thấy thua rồi, bó tay rồi. Rồi 99%, ok xong rồi các anh em mình nha. Rồi chúng ta coi rồi, chuyện gì đã xảy ra, bao nhiêu dung lượng cái vai này không tưởng tượng nổi các anh em ơi. Oh my god, 53 GB phẩy chín, up biết bao giờ mới xong tài. Khiếp thiệt chứ. Trời ơi, 53 GB mấy ông nội ơi, để em coi coi, full luôn rồi, full nổ luôn rồi. Ở một file mà có 22 phút thôi mà 53 GB mấy, thiệt tình. Rồi bây giờ em mở
Boss player em cho nó chạy nổi không cái này mình nha, chắc là không nổi, nó lết luôn á, nó lót không biết bao giờ mới xong luôn á. Rồi để em liếc đôi cho rồi em cho mở với bot player ra nè. Rồi ok, không biết mở khi nào mới lên nè. Lên liền không? Wow, cũng lên liền hả? Để coi chạy được không nha. À rồi, lên rồi, có nhạc á nên mình nhà đêm em tắt âm thanh đi, tại video này đăng đăng á, thì nó đã ấy rồi, nó đã bị đánh bản quyền vì cái nhạc rồi, thành ra là em đăng cái video này để tránh nó luôn. Rồi đấy, để em coi cái đầu coi. Ok được rồi. Rồi ok các anh em mình nha. Rất là sắc nét luôn các anh em nha, rất là sắc nét luôn các anh em nha, quá sắc nét. Đâm máy ghi mà hết hồn thì chơi cái file, trong đời lần đầu tiên hình vệt cái file bó tay. À úp hả, úp đâm máy ghi này biết nào mới xong ta. Úp thì chất lượng nó ra rất là đẹp luôn các anh em mình nha, thôi úp luôn. Bây giờ một lần phá kỷ lục em úp luôn nha, giờ lên YouTube úp luôn nè, úp cái file này luôn nè, bó tay không biết úp tới bao giờ, em treo máy luôn, tại em cũng đang tải bên Baidu nè, em tải rất là nhiều nè các anh em nha, đó em tải rất là nhiều để chia sẻ với các anh em là cái link bit.ly bit.ly duyệt 5 anh em BE đấy, là bit.ly duyệt đây 5 anh em BE đây, link này các anh em mình nha. Đấy các anh em có thể vào link này và tải những cập nhật những cái bản mới nhất của Trung Quốc mà em đã tham gia diễn đàn bên đó, cũng như là em đăng ký cái app banbaidu.com để em tải về. À, nói chung là tải rất vất vả các anh em nha, không đơn giản đâu nha, em tải trên 30 GB là mất tới 4 ngày rồi đó các anh em, tải các anh em nhìn qua đây các anh em biết liền nè. Đấy nó em tải hai file thôi mà mạng của em là mạng cáp quang 30 MB mà nó tải có nhiêu đây nè, nó mấy chục ký trên dây thôi, thành ra các anh em biết là em tải gần 30 GB là nó mất rất là nhiều thời gian ha. Rồi bây giờ em sẽ đăng nhập vào cái tài khoản YouTube em đăng cái video này, video lịch sử luôn, video lịch sử các anh em mình nha, lịch sử cái video hồi trước á, em có đăng một cái video nhưng mà nó cũng nhẹ thôi, nó 15 tiếng đồng hồ luôn. Hồi đó em đăng cái video của sư phụ em là 15 tiếng mấy đồng hồ, là tổng hợp những cái giải đáp thắc mắc mà đâu có nặng tới năm mấy ghi dữ thần vậy, hai mấy ghi em nhớ có hai mấy ghi à, này năm mấy ghi luôn, treo không biết tới bao giờ luôn. Rồi nói chung là em thử đi ha. Rồi up YouTube thì nó cũng lẹ cái nên mình nha, tốc độ cũng khá là nhanh, thành ra mình cứ thử đi. Rồi up nào, bắt đầu lên. Rồi em treo đây cái nên mình nha, khi mà xong thì em sẽ ấy, xong thì em sẽ tiếp tục. Rồi nói chung em cũng sẽ dừng cái video tạm thời, lỡ cúp điện ngang cái là mất hết luôn nãy giờ em quay. Em dừng rồi em quay tiếp, có gì em ghép video sau nha. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Em khỏi dừng luôn các anh em nha, tại em thấy cái thời gian thống kê của YouTube á, báo là có 2 tiếng mấy thôi, thành ra nó không quá lâu, thành ra em để em treo luôn ha. Em mất công dừng cái ghép file này kia linh tinh, chất lượng nó giảm cũng không hay nữa. À, em để cái file nguyên thường em úp cái file full không à, rồi em ấy em cắt sáng này kia, chứ em không có ghép file nó giảm chất lượng cũng không có đẹp. Rồi tạm thời em dừng các anh em nha, rồi có gì em gần xong cái em quay tiếp nha. Rồi em đóng bớt tiến trình cho nó nhẹ các anh em mình nha.
Như cái này nè. Em đã sale rồi, có muốn sale không? Hỏi có muốn sale không thì thôi sale sale tiếp đi. Rồi ok, sale cái file này định dạng chấm FBR của BB Lab Pro á, nó rất là nhẹ các anh em mình nha, quay màn hình này kia rất là nhẹ, các anh em có thể share với nhau cái định dạng chấm FBR này nè. Mà chúng ta phải dùng cái phần mềm BB Blast Pro thì nó sẽ mở được cái file, còn nếu chúng ta dùng phần mềm khác thì không có mở được. Mà được cái là chúng ta xuất cái file FBR này nó rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn cái này mình nha, nó tiện là tiện cái đó. Rồi em tạm dừng, khi nào gần xong up xong em sẽ quay tiếp cái năm nha. Nãy giờ mới được 28% các bạn nha. Giờ cho các bạn coi thời gian nè. Đấy, thời gian này chuẩn xác 100% nha. Đấy, nơi vị trí mình và cái thời gian là 9:53 sáng ngày 21 tháng 4 2021. Rồi mình sẽ vào YouTube để mình chỉnh sửa video trong cái lúc mà nó đang up các bạn nha. Ý lộn, chỉnh đâu có được, chưa up xong mà. Rồi quên, mình thiết lập đi, mình thiết lập những cái tên này kia trước, chuẩn bị những cái list cũng như là những cái liên quan tới cái video này đó, là để lát up rồi cái làm luôn cho nó nhanh các bạn ha. Rồi chào tí các bạn nha. Rồi thành thật xin lỗi các bạn nghe, ngủ quên à, ngủ qua giờ các bạn nha. Qua giờ không ngủ mới đúng. Rồi mình mới có ngủ khoảng mấy tiếng ta, lúc nãy mấy giờ quên rồi. Hồi nãy mình hẹn giờ là 10 12 giờ mấy, 11 11 giờ mấy, 11 mấy, 12 1. Mình ngủ khoảng 2 tiếng nữa các bạn nha. Rồi các bạn thông cảm nghe, qua nay không muốn ngủ. Rồi bây giờ mình chuyển ngữ cũng như là mình làm cái tiêu đề sẵn này các bạn nha. Rồi bây giờ mình đã thêm vào đầy đủ rồi ha. Rồi bây giờ nhiệm vụ mình là chỉ là mình lưu thôi, mình lưu cái thông tin ở đây là lưu danh sách các bạn nha. Các bạn có thể lưu danh sách phát nha, lưu nhiều danh sách cùng một video cũng được nha, một video lưu nhiều danh sách cũng ok. Rồi sau khi lưu xong á thì các bạn chuyển xuống đây. Nếu mà kênh các bạn á nội dung nó không dành cho trẻ em thì các bạn chọn ở đây ha. Rồi với điều kiện là các bạn kênh các bạn tùy chọn vừa cho trẻ em và không cho trẻ em, thành ra các bạn phải chọn giống mình. Còn các bạn để mặc định không cho trẻ em thì không cần phải chỉnh ở đây. Ở đây hiển thị thêm nè, các bạn chỉnh thêm vài thứ nè. Ở đây chúng ta cũng nên ép cái khóa khóa ha, mỗi mỗi một chữ là chúng ta cách dấu phẩy, có dấu phẩy các bạn nha, để nó tách biệt như thế này đấy. Và ngày quay, các bạn muốn chọn ngày quay á thì các bạn chọn ở đây để cho người ta biết được cái ngày chúng ta quay chính xác là ngày nào. Thì thường video chúng ta up thì nó cũng đã có ngày rồi các bạn nha. Rồi mấy cái khác các bạn tìm hiểu thêm nha, tùy theo cái video như thế nào mà các bạn có thể chọn cái phần ở đây ha, để cho người ta xem, người ta biết hơn ha, dễ dễ theo dõi hơn. Rồi phần này đã ok xong tất cả, thường những cái thông tin như vậy là mình đã ấy. Còn cái phần mà thêm thẻ này các bạn cũng nên 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 chọn thêm nha. Chọn video chẳng hạn, video nào mà chúng ta cần thêm thì chúng ta thêm. Mình like đây, mình video mới nè, mình add cái video này đi ha. Và các bạn nên cho nó chạy một đoạn, ở đây là nó có âm thanh, thành ra mình tắt sợ nó chạm bản quyền các bạn nha. Rồi mình ví dụ đại đo vài giây đi ha. Rồi ok, rồi nói chung là các bạn nên nghe tới đoạn nào thì chúng ta chèn thẻ đoạn đó, hoặc là chèn danh sách phát, chèn kênh liên kết, có nghĩa là trang web thì các bạn thường á, là YouTube cho các bạn lưu được cái trang á, là blogger blogger các bạn nha, blogger.com nha. Thì các bạn vào trang đó các bạn tạo ad cũng như là đăng những cái bài, rồi các bạn có thể liên kết cái trang web thì được. Còn cái vụ mà thêm màn hình kết thúc thì mình cũng chia sẻ rồi, các bạn nên chọn cái màn hình kết thúc cho chúng ta để mình xem coi cái đoạn cuối này như thế nào nha.
đoạn cuối coi nó có bị che phủ hay khuất cái gì không các bạn nha, để mình biết mình thêm cái phần liên kết này cho nó ok. Cái phần này nó chưa cho chọn à, bây giờ mình chọn mặc định đi, cái phần này mình lưu được các bạn ha, không ảnh hưởng là máy, nên thành ra mình lưu luôn đi, mình lưu luôn đi, khi mà xong hết đi rồi mình hãy chỉnh lại các bạn nha, có nghĩa là mình lưu cái video này xong mình chỉnh lại. Rồi bây giờ chúng ta tiếp nè, bấm tiếp tục coi nó xuất ra video chưa nha. Rồi bây giờ chọn ở chế độ công khai, mình chọn luôn. À quên nữa, hồi nãy mình quên lưu lại được không ta, em bấm đây coi. À, chọn cái phần úp hình các bạn nha, hình mình đã chuẩn bị sẵn rồi, hình nền các bạn ha, đây hình nền đây. Rồi ok, rồi bây giờ mình tiếp nè. Rồi đó, bản quyền có nghĩa là các bạn muốn coi cái video mình có nè, cái này là không đủ điều kiện, là do chạm những cái bản quyền nhạc này các bạn nha, nhưng mà không sao, video này mình làm kỷ niệm chứ không phải là video để kiếm tiền, thành ra là mình cũng không có nghĩ về cái vấn đề này. Rồi mình có thể đặt chế độ công khai và xuất bản xong mình sẽ vào mình dùng cốc cốc mình tải cái video này luôn cho các bạn xem, để xem coi cái video này như thế nào các bạn nha. Rồi ok, mình đã xuất xong. Bây giờ mình click vào cái link này và các bạn có thể share nè, share nhiều trang web nè ha. Rồi mình đóng này đi. Rồi mình click vào cái link này để mình tải cái video về và coi coi cái tổng dung lượng của cái video này là bao nhiêu. Hôm nay quá mình tắt kịp các bạn nha. Rồi bây giờ mình chọn cái chế độ độ phân giải cao nhất nè. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái tải xuống nè. Đấy, rồi chọn là cái cao nhất các bạn nha, tăng đắt là 718 b nè ha, là chọn cao nhất để coi nó là dung lượng bao nhiêu, thì mình bấm tải xuống luôn. Mặc định nó sẽ tải vô ổ C các bạn nha. À, các bạn thấy không? À, chỉ có 328 m thôi. Ủa sau này nó càng ngày càng tăng là sao ta? Ủa sao cái sao sao cái vụ này nó à nó giảm 300 mấy m thôi các bạn nha, 300 mấy m thôi, tải rất là nhanh. Và các bạn thấy đó, mình cái file gốc 50 mấy GB đây, các bạn thấy không, đây file gốc 5 mấy GB nè, hết hồn không, đấy cái file gốc 5 mấy GB nha, đấy các bạn thấy rồi đó, 53,9 cho 54 GB đi cho chẵn, mà cuối cùng chỉ còn có 300 mấy m thôi, các bạn thấy hàng YouTube nó thành vọt hay không. Rồi để biết chính xác thì click vô cho các bạn xem luôn nha. Để mình tắt âm thanh đi để đánh bản quyền nữa. Rồi 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 mình click lại cái nào, rồi mở với bot player, công nhận bot player cũng hay các bạn ha. Bot player mở mở file 50 mấy GB này mà trong tích tắc là rồi các bạn nha, không mất quá nhiều thời gian. Không biết là nó có xác định thời gian hay là nó xác định dung lượng mà nó mở lẹ dữ không biết. Đấy, ok các bạn nha. File này thì để mình xem, tải file kia về rồi so sánh với cái file này coi như thế nào, coi chất lượng hay file, coi nó có lệch nhiều không các bạn ha. Rồi ok, cái này còn một lát, để mình tải thêm xíu rồi, đợi xíu các bạn ha. Rồi, tạm dừng xíu, thôi khỏi đi, có mấy chục giây để mình nói luôn cho rồi. Rồi xong rồi, lưu xong rồi, chắc mọi người cũng có, để mình coi nè, ở đây các bạn fit cái nè, nè đã có một người xem nè các bạn, và mến mình, nó thành ra là ủng hộ mỗi khi mình ra video là có một cái lượt xem liền nè, cũng cảm ơn bạn đó. Rồi nhờ có bạn mà kênh mình mới có phần phát triển các bạn nha. Ồ bữa nãy thì thấy 300 mấy tải file á, bây giờ nó còn có 109 m luôn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ click đôi vô nè, rồi mình mở với bot layer nè, rồi mở với bot layer luôn để coi coi các bạn nha. Rồi zoom full màn hình coi nào. Rồi đây đó, các bạn nhìn kỹ nha, nhìn kỹ cái từng chữ coi nó có mờ này kia hay là nó ấy không ha. Đấy coi nó có bị mờ không, hoặc là cái chữ chữ đỏ, nền đỏ nè, thấy nó hơi cũng hơi mờ mờ hơi xíu các bạn nha.
đấy, nền đỏ, mấy cái màu đỏ dễ thấy nhất nè. Rồi bây giờ mình dừng đi, rồi bây giờ mình chuyển qua cái video bên kia ha, video mà 50 mấy GB đây. Rồi bây giờ mình phóng lớn lên nè. Rồi rồi bây giờ mình rồi ở đây mình bấm play coi nào, và thấy những cái nền đỏ nó có giống giống như vậy không các bạn nha. Nếu mà nền đỏ nó cũng hơi mờ mờ vậy thì cái file 50 mấy GB cũng chả khác nào cái file 100 MB. Rồi lên coi nào, nền đỏ nó cũng giống giống luôn các bạn ơi, nói chung là nó không có khác biệt bao nhiêu cả, rất là khó phân biệt luôn các bạn nha. Trời ơi 50 mấy GB ông nội ơi, 50 mấy GB so với 100 MB nó chả có khác biệt là mấy luôn, bó tay thì chơi. Rồi như vậy là thôi, biết kết quả rồi các bạn nha. Mình lấy cái video của YouTube convert để dành ở đây xài, chứ cái video mà BB Black Pro mà convert rồi ơi bó tay. BB Black Pro ống convert cái file gì đâu mà 50 mấy GB dữ thần, lưu chiếm biết bao nhiêu dung lượng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.